rồi 10 bữa nửa tháng mình thấy cây mai mình nó khư cái bộ tàn lại thì quay thôi, quay mình còn phải nếu thực hiện đúng từng cái khâu một, chắc chồng là dạ mình phải xin xin tất chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên thì cho xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc thăng tâm an lạc, vui vẻ, mạnh khỏe và thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực nha. Bữa nay là ngày 11 tháng 8 âm lịch thì em tiếp tục đăng video lên, chia sẻ lên cho mấy anh chị xem về cái cách mà mình chăm sóc mai từ đây đến cái ngày lạc lá ha. Thì trong cái giai đoạn này mình vẫn chăm sóc mai theo thường lệ mấy anh chị, vừa chăm sóc mai vừa cho cây mình nó phát triển và vừa phân hóa mầm hoa và vừa tạo nụ cho cây ha. Thì trong cái video này em chia sẻ nhiều cái vấn đề thì mấy anh chị cố gắng xem hết video giùm em nha. Thì bắt đầu từ bữa nay đến cái ngày lặt lá mai thì mấy anh chị chú ý tới cái vấn đề mà phun thuốc sâu cho cái vườn mai của mình theo định kỳ nha, 7 đến 10 ngày mình phun một lần. Thì mình mua những cái loại thuốc sâu nào đó nó chuyên trị bao gồm tất cả các loại các con trùng, ví dụ như là một loại thuốc sâu mà nó trị ví dụ như là nhện nè, bọ chỉ nè, sâu đục thăng nè, sâu vẽ bùa nè, chảnh giá này kia kia nọ ha. Rồi mỗi lần mà mình phun thuốc sâu thì những cái loại thuốc sâu nào mà cộng chung được được với thuốc nấm bệnh á thì mình cộng chung luôn cho nó đỡ tốn công, còn những cái loại nào nó cộng không được thì mình phun riêng ha. Ví dụ như bữa nay mình phun thuốc sâu nè, ngày mai ngày mốt cái mình phun thuốc nấm bệnh, thì những cái loại này nó rất là quan trọng phun cho cây mai mình trong giai đoạn này nè, đến ngày lặt lá nó rất là quan trọng nha. Vì bây giờ cây mai của mình á có một số cây nó đang phân hóa mầm hoa, có một số cây nụ nó vừa vừa bằng hạt gạo rồi, và cũng có một số cây nụ nó rất to như thế này. Nếu như mà mình lo làm công việc mình không phun thuốc sâu á thì cái con sâu nó sẽ vào trong nụ rồi nè, nó ở trong này nè, nó ăn một cái là nó làm cho cái nụ mình bọng thang luôn, rụng nụ luôn, rồi tới Tết á không còn một nụ nào để chơi hết. Vì vậy phun thuốc sâu nhện và bọ chỉ là mấy anh chị cần chú ý giùm em nha. Còn phun thuốc nấm bệnh nó cũng rất là quan trọng nha mấy anh chị. Ví dụ như cây mai mình nó đang có nụ như thế này nè, trong lúc cây mai mình nó có nụ to như thế này, hoặc là cây mai nào đó nụ nó nhỏ hơn thế này bằng hạt gạo, hoặc là cây mai của mấy anh chị đang trên đà phân hóa mầm hoa, ví dụ như là nó đang trên đà phân hóa mầm hoa thì cái chồi nó là như thế này nè, đây đây gọi là nụ kim ha, nụ kim mình chưa xác định được đó là nụ hay hoặc là mầm chồi nữa, mà mình không phun thuốc nấm bệnh mà mình lo làm công việc không phun thuốc nấm bệnh thì những cái mầm này nè nó sẽ bị đen mầm rồi khô khô mầm, vì vậy nó không có vào nụ được. Vì vậy phun thuốc nấm bệnh cho cái cây mai của mình từ đây nè đến cái ngày lặt lá nó rất là quan trọng. Ví dụ như nụ to, cây mai nào nụ to mà mình không phun thuốc nấm bệnh thì nó bị đen nụ, rụng nụ ha. Còn cây mai nào của mình chị nó đang mầm chồi như thế này mà mình không phun thuốc, nó không phun thuốc nấm bệnh á thì nó bị khô, nó bị đen rồi nó không có tạo nụ được nha. Vì vậy phun thuốc nấm bệnh và thuốc sâu á, bọ chỉ nhện là nó rất là quan trọng từ đây đến cái ngày lặt lá nha. Chị chú ý những vấn đề đó giùm em. Thì ngoài việc phun thuốc nấm bệnh lên trên cái bộ tàn của cây mai mình á, còn chắc chồng á, nó cũng quyết định rất là quan trọng. Nếu như chắc chồng của mấy anh chị mà nó đã bị nhiễm bệnh rồi, mà mình chỉ phun trên tàn thôi mà chắc chồng mình không xử lý nhiễm bệnh của nó thì nó bị ảnh hưởng rất là quan trọng nha mấy anh chị. Mình muốn cho cây mai mình nó tốt hay không á là chắc chồng nó chiếm 90 mấy % nha, chắc chồng nó rất là quan trọng. Ví dụ như em ở vườn mai của em ở đây á, là một năm em chỉ xử lý vôi 2 lần thôi, đầu năm vào hôm tháng 6 em đã xử lý rồi. Vì vậy á là chắc chồng của em á tuyệt đối là không bị bệnh, không bị nấm bệnh gì cả. Còn nhiều anh chị á không giải vôi mà mấy anh chị tưới cốc tăm lâm, hoặc là đi dirumundol hoặc là cham banh đều được hết, nhưng mà áp dụng những cái đó đó nó rất là tốn tiền. Còn em ở đây đơn giản là chỉ đi giải vôi thôi, một bao vôi nó chỉ có 20-30 ngàn thôi, rất là rẻ tiền mà mình sử dụng cho nguyên cái vườn mai của mình luôn. Một năm em giải 2 lần thì chắc trồng trong chậu mai em á tuyệt đối là nó hạn chế cái vụ nấm bệnh rất là nhiều. Thì vôi nó có chức vụ là hạ phèn trong đất nè, cải tạo đất nè, giúp đất tươi xốp nè, rồi nó tiêu diệt những cái mầm bệnh mà có trong các chồng mình đó mấy anh chị. Thì đây là cái cách mà em áp dụng cho vườn mai của em, nó không có tốn kém. Còn các anh chị không muốn giải vôi giống em thì mấy anh chị phải tưới cốc tăm lâm hàng tháng cho nó nha, 30 ngày mấy anh chị phải tưới cốc tăm lâm cho nó một lần.
thì mình tưới như vậy mấy chị suy nghĩ nó tốn kém, rất là tốn kém. Còn em ở đây chỉ áp dụng là giải vôi thôi, nó không tốn kém gì cả, mà chất trồng của mình nó đảm bảo là sạch bệnh. Còn mấy chị không muốn áp dụng giải vôi giống em thì tưới gốc 85, một tháng tưới lần ha. Vì vậy á là chất trồng á, mỗi một tháng như vậy mấy chị phải tưới gốc 85 một lần, chất trồng nó rất là quan trọng. Còn mấy chị mà không xử lý nấm bệnh trong chất trồng mà mấy anh chị cứ phun thuốc lên trên cái bộ tàn bộ lá thôi, phun thuốc nấm bệnh lên trên bộ tàn bộ lá thôi, thì cây mai mình nó cũng không có hết bệnh được đâu nha mấy anh chị. Vì vậy mình phải thực hiện đúng từng cái khâu một. Chất trồng là mình phải tưới gốc 85 hàng tháng nè, không tưới gốc 85 thì giải vôi ha, năm giải hai lần giống như em. Còn trên tàn á thì cứ 7 bữa 10 bữa phun thuốc nấm bệnh ha, thực hiện từng cái khâu một, cái nụ mai mình nó mới sáng được mấy anh chị nè. Nụ mai của em á, nụ nào nụ nấy nó rất là sáng. Đó, nụ này gọi là nụ non, nụ non từ từ nó mới chuyển sang cái màu hột gà lại nha. Đó, còn anh chị nào hiện tại bây giờ mai của mấy anh chị nó đã có nụ to như thế này rồi, hoặc là nụ hạt gạo như thế này rồi, thì mấy anh chị có thể phun một cử, bổ sung cho nó một cử canxi bo nha. Thì canxi bo nó giúp cho cái nụ mai mình nó chắc khỏe thôi, phun một cử hai cử thôi, thì nó cũng đơn giản là như vậy thôi ha. Thì nãy giờ em đã chia sẻ về cách chăm sóc mai giúp cho nụ mình luôn luôn săn chắc, khỏe, sáng và đẹp ha. Còn về cái vấn đề mà tạo nụ, vấn đề tạo nụ thì cái cây mai nào của mấy anh chị mà chỗ ở mấy anh chị trời mưa nhiều, trời mưa nhiều thì trong nước mưa nó có chất đạm, nó làm cho cây mai mình luôn luôn sung mãn. Hoặc là cách chăm sóc của mấy anh chị trước đó bón phân phun thuốc nó dư đạm, nó làm cho cây mai mấy anh chị luôn sung mãn mà nó luôn luôn có chồi non, luôn luôn khỏe mạnh, nó không tạo nụ được. Nhìn vào bên trong này nè, không thấy nụ nào cả. Thì trong cái giai đoạn này nè, mấy anh chị mua kali đơn, mua kali đơn nha, và súp pha lăng đơn, hai thằng đó cộng lại, thì hai thằng đó cộng lại á là nó không có hàm lượng đạm, thì hai thằng đó đó nó tạo nụ cho cây mai mấy anh chị rất là hiệu quả. Bón phù hợp nhất cho những cây mai luôn luôn sung mãn, luôn luôn đi tàn. Bởi vì cây mai mình nó đã có dư đạm rồi thì không cần đạm nữa. Mình chỉ cần lấy kali đơn với super lăng, hai thằng đó cộng lại giải xương thôi. Thì cũng giống như cái vườn mai của em bữa hổm đó, em đã ra thực hành cho mấy anh chị coi một vài chậu rồi. Em chỉ thực hành cho mấy anh chị coi là cái cách đó là cách chuẩn nhất thôi. Chứ vườn mai của em thì không cần áp dụng cái chiêu đó đâu mấy anh chị. Bón một cử, hai cử, ba cử, đảm bảo 100% cây mai mấy anh chị đứng tàn ngay lập tức. Mình bón một cử thôi là thấy cây mai mình nó lão quá ngay lập tức liền mấy chị. Nhưng mà mấy chị chăm sóc là phải để ý cây mai mình nha, bón một lần hai lần thôi nhưng mình để ý. Còn nếu mà cây mai mình nó vẫn còn đi tàn nữa, bón tiếp tục lần ba. Còn nếu cây mai mình bón lần thứ nhất rồi mình thấy bộ tàn nó sưng đi rồi thì không bón nữa ha. Còn muốn vào nụ nhanh nữa thì áp dụng cái chiêu là giảm nước nha, giảm nước cách một ngày tưới một lần hoặc là hai ngày tưới một lần. Mấy chị xem video của em là không hiểu á, xả tới xả lui để mà nghe kỹ những lời em nói nha mấy anh chị. Áp dụng cho từng cái trường hợp nó khác nhau, thì mấy anh chị thực hiện đúng như những lời em nói thì em đảm bảo 100% là cái mai mấy anh chị rất là hiệu quả nha. Thì mình trồng mai á, lúc nào mình cũng phải tính toán tới cái lượng tiền, làm sao cho nó nhẹ kinh phí nè, cái mai mình nó phát triển ngon lành nè, có độ bền nè ha. Còn cứ 10 bữa 15 bữa bón phân phun thuốc một lần thì em ở đây em không áp dụng nha mấy anh chị. Bởi vậy mai của em á bán rất là được. Khi mà cây mai em nó đã thành phẩm rồi thì ở sớm lại mua rồi mấy anh chị, bởi vì người ta đã biết cách, người ta đã biết mình chăm sóc rất là kỹ. Ví dụ như những cây mai này nè, nó vừa thành hình là người ta đã mua rồi nè. Vì vậy á, nhiều khi á em chăm sóc mai á, nhiều khi Tết không còn cây nào để chơi hết, người ta ở người ở sớm á lại mua hết nè. Giờ cũng có từ lúc mà em làm trên mạng tới giờ đó thì cũng có một số anh chị trên mạng mua rất là nhiều luôn. Thì nói chung vừa thành phẩm là bán rồi mấy anh chị. Rồi, còn vấn đề mà hãm nụ nghĩa là nuôi dưỡng nụ, hãm nụ nghĩa là nuôi dưỡng nụ. Ví dụ như là trường hợp cây mai nụ to, ha, cây mai nụ to, là cây mai này nó đã vào nút nụ 100% rồi, nụ đều vàng hết, nụ nó bây giờ nó đã già rồi, chuyển sang màu nâu như thế này nè, đúng không? Màu này người ta gọi là màu hột gà, màu sữa hột gà ha. Nụ này là giai đoạn cuối của nó nè, nó già nụ rồi. Đó, thì cây mai mình nó đảo bầu nút nụ 100% như thế này rồi, mấy anh chị gặp đọt nó ra mấy anh chị đừng bấm đọt nha, thả đọt để làm chi, để cho cái chất dinh dưỡng nó chi phối và bớt, nó không có tập trung vào nụ. Còn nếu mấy anh chị mà ngắt đọt ha
thì cái chất dinh dưỡng nó tập trung vào nụ, nó làm cho cái nụ to mình nè, lớn rất là nhanh và có khả năng là nở sớm. Thì đây là cái biện pháp để mà nuôi nụ thôi. Còn về tưới nước cho những cái mai nụ to thì mình vẫn tưới hàng ngày cho nó nha mấy anh chị, không có để cho cái bộ lá nó dài nha. Cũng đơn giản vậy rồi. Còn nếu mấy anh chị muốn ngon ngon nữa thì đem cây mai mình để vào trong bóng dâm như thế này nè. Đó, thì mấy anh chị quan sát đó, em cũng vẫn để trong cái bóng cây sai nè. Đó. À, ban ngày á, thì chỉ có nắng vài tiếng đồng hồ thôi, nó cũng kìm hãm cái nụ mình phát triển đáng kể rồi mấy anh chị. Thì đó là cái cách để mà mình kìm hãm nụ thôi. Nhưng mà mình chăm sóc mai và tạo nụ mai á, là mình phải từ từ, đừng có để cho cái nụ mình nó lớn nhanh quá. Nếu như mà nó lớn nhanh quá rồi á, thì mình kìm hãm như thế này là kìm hãm thôi. Nhưng mà nó nở rồi thì cũng thua luôn á mấy anh chị, cũng bó tay luôn đó, đứng nhìn nó nở luôn đó, chơi trước Tết luôn đó. Vì vậy em thường hay nói là vừa chăm sóc cho cây mai vừa phát triển, vừa phân bón mầm qua từ từ ha. À, ví dụ như cây mai nó đủ tàn rồi á, nó nở 20% vẫn không sao nha mấy anh chị. Nhánh này nó nở còn có nhánh kia, còn cây mai mà yếu tàn nó nở một cái là banh luôn, không còn nụ nào để chơi hết ha. Còn các anh chị có hoàn cảnh khó khăn, nhà chỉ có một hai cây mai chơi thôi mà chăm sóc từ hôm Tết tới giờ nó bị suy yếu, thì bây giờ trong giai đoạn này nè mấy anh chị đừng có thúc dĩ dân á, chỉ cần bón 16, 16, 8 hay hoặc là phân 3 số là được rồi. Vừa chăm sóc cho cây phát triển mà vừa tạo nụ, thì khi nó đã yếu rồi, nó có nụ rồi á, thì nó cũng vẫn đảm bảo là cây mai mấy anh chị Tết nó cũng đặt bông chơi với người ta. Nhưng mà trường hợp cây mai yếu của mấy anh chị á, là ăn Tết rồi á, thì mấy anh chị ra mùng á, cắt bông cắt trái bỏ, đừng xả tàn sớm nha. Bởi vì nó đã yếu rồi, mà cho bông cái nữa rồi mấy anh chị xả tàn sớm một cái nữa là nó sẽ ton ton luôn nha, tà tà rồi nó dời cái thế giới khác luôn nha. Chú ý giùm em mấy cây mai tàn yếu, mấy anh chị khó khăn kinh tế, không có tiền mua mai mới chơi Tết, thì mấy anh chị ăn Tết rồi đừng xả tàn sớm. Thì trong cái giai đoạn này nè mấy anh chị đừng có thúc như những cái mai khác, tại vì cái mai mấy anh chị nó đã yếu rồi, thúc hoài thì nó không có ổn đâu nha mấy anh chị. Cứ để cho nó tự nhiên, tới ngày lặt lá mình coi nụ nó nhiều thì mình lặt thôi. Còn nếu mà tới ngày lặt lá mà không có nụ nào luôn á, rồi thì khỏi lặt luôn nha, dưỡng lại năm sau chơi Tết. Còn có nụ rồi thì mình cứ lặt, lặt xong chơi Tết rồi mình đừng xả tàn sớm. Tàn ô nó cũng dễ thôi mấy anh chị. Thì em cũng đã chia sẻ cạn lời rồi đó. Thì nói chung nó còn nhiều cái vấn đề nói lắm. Rồi, tiếp theo nữa là cái trường hợp cái cây mai đủ tàn như thế này. Cây mai đủ tàn như thế này mà nụ nó còn nho nhỏ. Nụ nó còn nho nhỏ như thế này mấy anh chị thấy không? Đó. Còn nho nhỏ như thế này ha. Đó. Còn nho nhỏ như thế này. Thì cây mai này bữa hổm em đã lấy thằng Cali đơn cộng với Super Lăng bón cho mấy anh chị coi đó. Thì mình bón cái cử đầu tiên ha. Rồi 10 bữa nửa tháng mình thấy cây mai mình nó khư cái bộ tàn lại thì thôi. Còn nếu như 10 bữa nửa tháng mà mình thấy cây mai mình nó vẫn còn đi tàn nữa, tiếp tục bón nó cử 2, cử 3 giống như đầu vừa em chia sẻ ha. Còn muốn đơn giản hơn nữa thì không cần Cali đơn cái gì hết trơn, chỉ cần là lấy phân 3 số cộng cho em thôi. Cây mai này giờ nó cũng đã nụ vào nụ rồi nè, thấy không? Đó. Nhưng mà nụ nó còn nhỏ thôi. Chỉ cần lấy 3 số bón hàng tháng cho nó thôi. Giờ mình giảm cái lượng nước tưới là nó đã hiệu quả 100% rồi. Không đường nào mà chạy được hết mấy anh chị. Được rồi. Thì trong video này em chia sẻ vài phần quan trọng như vậy thôi. Từ từ em sẽ giao video tiếp theo nữa mấy anh chị. Được rồi. Cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ em xin chào chú anh chị và các bạn nha. Cái cây mai chỗ này nè, cây mai chỗ này em bán cái này anh chị, vừa đóng vô thùng nè, với cây mai phanh vào đó đó, cây mai phanh vào đó đó, bông đẹp đó. Thì cái anh khán giả ảnh mua hai cây, cây đó với cây chỗ này nè, bữa nay em gửi nè. Rồi, xin chào các anh chị nha.